phục hồi chức năng online xin giới thiệu video. Kỹ thuật di động khớp, trời khớp quay trụ trên và dưới. Hai khớp này tham gia vào động tác sấp ngửa của cẳng tay. Khớp quay trụ trên. Vành của đầu xương quay lồi tiếp khớp với khuyết quay lõm của xương trụ. Tư thế khớp nghỉ, khuỷu tay gấp 70 độ và cẳng tay ngửa 35 độ. Mặt phẳng điều trị ở trong khuyết quay của xương trụ song song với trục dọc của xương trụ. Kỹ thuật di động khớp Trượt khớp quay trụ trên Mục đích Trượt ra sau để tăng tầm độ quay sấp Trượt ra trước để tăng tầm độ quay ngừa Tư thế bệnh nhân Ngồi hoặc nằm ngửa, bắt đầu với khuỷu tay gập 70 độ và cẳng tay ngửa 35 độ, Tăng tiến bằng cách đặt cẳng tay ở giới hạn tầm vận động quay sấp hoặc ngửa trước khi thực hiện di động chật khớp tương ứng. Tư thế của người điều trị và đặt tay. Cố định xương trụ bằng bàn tay bên trong, ôm quanh mặt trong của cẳng tay. Bàn tay kia nắm lấy đầu của xương quay giữa các ngón tay và lòng bàn tay. Lực di động. Đẩy đầu xương quay ra trước bằng lòng bàn tay hoặc kéo ra sau bằng các ngón tay. kỹ thuật di động khớp. Trượt khớp quay trụ dưới. Khuyết trụ lõm của xương quay khớp với đầu lồi của xương trụ. Thế nghỉ là cẳng tay ngửa 10 độ. Mặt phẳng điều trị là bề mặt tiếp khớp của xương quay, song song với trục dọc của xương quay. Mục đích, trượt ra sau để tăng quay ngửa, trượt ra trước để tăng quay sấp. Tư thế bệnh nhân, ngồi, đặt cẳng tay lên bàn điều trị bắt đầu ở tư thế khớp nghỉ và tăng tiến đến cuối tầm quay sấp hoặc ngửa. Tư thế của người điều trị và đặt tay, cố định đầu dưới xương trụ, bằng cách đặt các ngón tay của một bàn tay lên mặt lưng và mô cái và ngón cái trên mặt lòng bàn tay. Đặt bàn tay còn lại của bạn theo cách tương tự xung quanh đầu dưới xương quay. Lực di động, trượt đầu dưới xương quay ra sau để tăng quay ngửa, hoặc ra trước để tăng quay sấp song song với xương trụ video minh họa. Để trượt khớp quay trụ trên, đặt cẳng tay ở cuối tầm sấp hoặc ngửa và cố định xương trụ. Trượt ra sau để tăng tầm độ quay sấp. Trượt ra trước để tăng tầm độ quay ngửa. Cảm ơn bạn đã xem video này và nếu bạn thấy hữu ích, hãy like và chia sẻ nó cho mọi người